A Di Đà Phật, nơi đây khá là hoang vu và rộng rãi, không có nhà cửa, cho nên thiện nhân sẽ phóng sanh kỳ đà, phóng sanh rắn và thường là phóng sanh những cái loài vật đó ở đây thì sẽ đỡ bị bắt lại hơn quý vị ạ. Mình tới cái điểm phóng sanh rồi nè. Do cái con này nó rất là lẹ cho nên thiện nhân xin lô lại cho quý vị xem nha. Thank you.